Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự lễ dỗ năm thứ 30 của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Kính thưa quý vị, tiếp theo là bài tường thuật chương trình trực tuyến lễ tưởng niệm 30 năm giáo sư Nguyễn Ngọc Huy qua đời đã được long trọng tổ chức tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Vào lúc 2 giờ trưa thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 năm 2020, một chương trình tưởng niệm cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy nhân dỗ lần thứ 30 đã được long trọng tổ chức tại phòng đọc sách Cô Giang và đã được trực tuyến trên Vietnamese American Television Facebook và YouTube VATV Online. Do những điều kiện hạn chế vì đại dịch COVID-19, buổi tưởng niệm đã được thực hiện qua hình thức lễ dỗ đơn giản với số người hiện diện theo quy định của chính quyền địa phương, phát biểu tại nơi hành lễ và phát video của nhiều người thuộc các lứa tuổi và thành phần khác nhau tại Hoa Kỳ và một số quốc gia trên thế giới. Đặc biệt là tiết mục trình chiếu video tóm lược về sự nghiệp và di sản của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Sau lễ chào cờ khai mạc, hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa và phúc mặc niệm do anh Đào Hiếu Thảo thực hiện là nghi thức dâng hương trước bàn thờ và di ảnh giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, được giáo sư Nguyễn Ngọc Yến, giáo sư Kim Oanh và dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh phụ trách. Trên bàn thờ, ngoài di ảnh giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, hoa quả, đèn nhang là các tác phẩm của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy sáng tác. Giáo sư Nguyễn Ngọc Yến và giáo sư Kim Oanh đã tươm tất chuẩn bị từ thứ Sáu, ngày 24 tháng 7 năm 2020. Ngay sau nghi thức dân hương, MC Thanh Trang, người điều khiển chương trình, mời chị Vân Anh giới thiệu thân thế và sự nghiệp giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Nguyễn Ngọc Huy là tên thật của giáo sư, ông sinh năm 1924 tại Chợ Lớn. Ông mất năm 1990, lúc 66 tuổi tại Paris, Pháp Quốc, trên đường vận động tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Đúng như lời thơ đã viết từ trước, thề lấy non sông làm cửa nhà. Dưới bút hiệu Đằng Phương, ông viết bài thơ Anh hùng vô danh lúc 19 tuổi, mà mọi học sinh thời 50 đều thuộc. Tập thơ Hồn Việt ghi lại đầy đủ lòng yêu nước cao độ của một người, suốt đời dấn thân, từ ca ngợi tiền nhân đến tâm sự của thế hệ hôm nay. Tuy không xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng ông đã phấn đấu theo đuổi việc học đến nơi đến chốn, lấy bằng cấp tiến sĩ của Đại học Paris, chuyên về chính trị, chất liệu giúp ông tạo dựng viễn kiến cho đất nước. Ông là một bậc thầy tận tâm đáng kính, giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã dạy dỗ, hướng dẫn và đào tạo nhiều môn sinh ưu tú từ các trường Đại học Sài Gòn, Đà Lạt, Huế, Cần Thơ, Học viện Quốc gia Hành Chánh. Ông còn là giảng viên của trường Cao đẳng Quốc phòng. Ông xứng đáng là một giáo sư sáng giá với nhiều công trình nghiên cứu về lịch sử như tiến trình hình thành quốc kỳ và quốc ca Việt Nam, về chính trị như lịch sử các học thuyết chính trị, về pháp luật như quốc triều hình luật, cùng với văn hóa xã hội như lục xúc tranh công, tên họ người Việt Nam. Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy tin tưởng vào sức mạnh tập thể. Ông đã tham gia Đại Việt Quốc Dân Đảng, rồi góp sức thành lập và lãnh đạo Đảng Tân Đại Việt, phong trào quốc gia cấp tiến, Liên minh Dân Chủ Xã Hội, Liên minh Dân Chủ Việt Nam, tạo cảm hứng đấu tranh cho nhiều thế hệ, già cũng như trẻ. Đặc biệt ở hải ngoại, phong trào quốc tế yểm trợ Việt Nam tự do đã quy tụ nhiều tên tuổi lớn từ nhiều quốc gia trên thế giới. Không may, căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi một vĩ nhân của thời đại đang cần. Chim hồng học đã bay xa về trời, để lại một khoảng trống tiếc thương. Và sau đó là video của Đại sứ Bùi Diễm, chia sẻ mối liên hệ mật thiết của ông và giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Được biết, Đại sứ Bùi Diễm là người cùng thời và đồng hành, trong và ngoài chính quyền, với giáo sư Nguyễn Ngọc Huy.
ông đã cùng giáo sư Nguyễn Ngọc Huy dấn thân vào dòng lịch sử của đất nước từ lúc còn rất trẻ. Hôm nay, ngày rỗ anh Nguyễn Ngọc Huy và lễ tưởng niệm anh. Anh ra đi khuất núi cho đến ngày nay đã có 30 năm rồi. Nhưng anh đã để lại cho tất cả mọi người chúng ta, những người đi sau và đặc biệt những thế hệ trẻ đang tiến lên một tấm gương sáng. Tấm gương của một người tranh đấu, bền bỉ, tận tụy cho lý tưởng tự do, dân chủ và công bằng xã hội cho đất nước. Tôi có duyên may là vừa là bạn của anh, nhưng mà đồng thời cũng là đồng chí của anh. Một trong những kỷ niệm mà tôi còn nhớ là vào khoảng năm 1988, 2 năm trước khi anh ra đi, anh tích cực thúc đẩy anh Hà Thúc Ti và cá nhân tôi để tiến tới việc thống nhất những hệ phái của gia đình, đại gia đình Đại Việt. Tinh thần đoàn kết rộng rãi này của anh đã được thể hiện, cũng được thể hiện trên chính trường quốc tế khi anh thành lập Ủy ban Yểm trợ và hoạt động cùng với những các chính khách khác trên thế giới. Nhắc lại những cái sự kiện đó là để nhắc lại cho tất cả mọi người tấm gương sáng mà anh đã để lại cho chúng ta, những người hiện còn đang theo đuổi cái lý tưởng này, và đặc biệt còn cho những thế hệ trẻ đang lên. Vì lý do COVID-19 đang còn hoành hành tại Hoa Kỳ, chị Nguyễn Ngọc Thúy Tần là ái nữ của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy gửi video phát biểu từ thành phố Albany, tiểu bang New York. Chị là người đã mang tro cốt của cha mình từ Âu Châu về lại Hoa Kỳ trong một ngày hè nắng nóng năm 1990. Chương trình tiếp diễn với các phát biểu của thầy Hoàng Vi Kha. Thầy Kha là một người trẻ trong vùng, đang đóng góp nhiều trong việc giáo dục trẻ em qua các lớp Việt ngữ và qua nhóm Việt Tune với tranh vẽ oai hùng của lịch sử Việt. Anh Nguyễn Thành Công, anh đã hoạt động không ngừng nghỉ qua nhiều lĩnh vực, từ truyền thông đến giáo dục, chính trị tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Chị Destiny Nguyễn là một hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa. Destiny Nguyễn luôn tích cực, góp mặt khắp nơi qua phương tiện truyền thông và đấu tranh cho một Việt Nam thật sự tự do, dân chủ và không cộng sản. Từ thành phố Richmond, Destiny đã cố gắng thu xếp để có mặt trong buổi lễ. Xen kẽ với các bài phát biểu tại nơi cử hành lễ là các video của giáo sư Steffi Young. Giáo sư Steffi Young hiện đang sinh sống ở Minnesota, là một người Mỹ đã nhận Việt Nam là quê hương thứ hai của mình và giáo sư Nguyễn Ngọc Huy là thầy của mình. Luật sư Nguyễn Văn Đài từ Đức Quốc xa xôi. Luật sư Đài là một người trẻ sinh ra và lớn lên dưới chế độ Cộng sản, đã sớm ấp ủ lý tưởng tự do, sáng lập hội anh em dân chủ để rồi bị trấn áp, tù tội, phải tị nạn lưu vong. Và trong số những người trẻ phát biểu qua video, chị Như Tuyết ở Vancouver, Canada, chị là một người tị nạn trẻ đã không hề được gặp giáo sư Huy, nhưng đã tìm biết và ngưỡng mộ giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Lòng trong chương trình là video bài thơ Anh hùng vô danh của Đằng Phương Nguyễn Ngọc Huy qua giọng ngâm của tiến sĩ Nguyễn Xuân Thưởng, tiếng đàn tranh của giáo sư Kim Oanh và tiếng sáo Vũ Phương. Ông Chu Linh phát biểu cuối cùng. Ông là người bỏ nhiều công sức và thời gian thu thập tài liệu về giáo sư Nguyễn Ngọc Huy qua câu lạc bộ Đằng Phương và Việt Nam Film Club. Ông Chu Linh đã thực hiện một cuốn phim và 3 cuốn sách tài liệu về giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Ghi nhận ông Chu Linh đã nhân dịp lễ tưởng niệm lần thứ 30 ngày giỗ giáo sư Nguyễn Ngọc Huy giới thiệu chiếc đồng hồ Rolex, một báu vật của giáo sư Huy.
Buổi sinh hoạt tưởng niệm 30 năm giáo sư Nguyễn Ngọc Huy qua đời chấm dứt vào lúc 3 giờ chiều. Mọi người hân hoan chào và chúc nhau ra về bình an trong hoàn cảnh của nạn dịch Vũ Hán đang hoành hành. Ban tổ chức đã không quên cảm ơn các anh Tôn Thất Minh Trí, Võ Thiện Toàn và Aria Lan Phương đã trực tiếp thu hình và phát trực tuyến qua các mạng xã hội. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SBTN DC, xin email về washingtondc@sbtn.tv. Bích Phượng kính chúc quý vị một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.